Một vụ tai nạn trong hẻm nhưng gây thương vong khá nghiêm trọng xảy ra lúc 15 giờ ngày 8 tháng 10 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khiến 3 người thương vong. Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy từ đường tỉnh 741 rẽ vào một con hẻm tại khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát thì tông trúng xe đạp điện của đôi học sinh nam nữ. Không dừng lại ở đó, xe máy tiếp tục lao sang lề đường bên trái, tông vào xe hủ tiếu khiến nam thanh niên bị tử vong tại chỗ, còn đôi học sinh nam nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, xe hủ tiếu bị hút đổ, nhiều đồ đạc văng tung tóe trên lề đường. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát đã khám nghiệm xong hiện trường. Chiếc xe hủ tiếu bị đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.